Ai? Tôi. Một thân 2.000 người xuống đồng bằng, chỉ một đêm còn sống có 30. Ai chịu trách nhiệm về cái chết 2.000 người đó? Tôi. Tôi, người viết những câu thơ cổ võ, ca tụng người không tiếc mạng mình cho mọi cuộc xúc phong. Một trong 30 người kia ở mặt trận về sau 10 năm, ngồi bán quán bên đường nuôi đàn con nhỏ. Quán treo huân chương đầy mọi cỡ, chả huân chương nào nuôi được người lính cũ. Ai chịu trách nhiệm vậy? Lại chính là tôi. Người lính cần một câu thơ giải đáp về đời. Tôi ú ớ. Người ấy nhắc những câu thơ tôi là người ấy xung phong, mà tôi xấu hổ. Tôi chưa có câu thơ nào hôm nay giúp người ấy nuôi đàn con nhỏ. Giữa buồn tủi chua cay vẫn có thể cười.